Thủ đô Accra, Ghana, nơi mà bạn không khó để có thể tìm mua một món đồ gắn liền với tên tuổi của viên ngọc đen Michael Essien, một báu vật và cũng là niềm tự hào của quốc gia Tây Phi này. Đó cũng là nơi chào đời và lớn lên của một cậu bé nuôi dưỡng niềm đam mê với môn thể thao vua cháy bỏng. Tình yêu bóng đá đến từ rất sớm và nó giúp anh tiến đến thành công một cách nhanh chóng. Ngay khi 17 tuổi, Manchester United đã mời Essien đến thử việc, nhưng những trở ngại trong việc xin giấy phép lao động ở Anh đã khiến cho thanh niên này không thể cập bến Old Trafford. Eric Cantona vốn dĩ là thần tượng lớn nhất trong đời của Essien, đặc biệt là chị gái Abba, rất mong được thấy em mình một lần mặc áo Man United. Rời nước Anh, Essien bắt đầu sự nghiệp tại Pháp trong áo Bastia, để rồi từ đó anh lọt vào mắt xanh của Everton, Liverpool, PSG hay Lyon. Với một lời mời chào hấp dẫn đến từ đội bóng bá vương của nước Pháp khi đó, bản hợp đồng 2,6 triệu bảng Anh với Lyon nhanh chóng được ký kết. Một con số khiêm tốn nhưng nó lại mở ra một chân trời mới cho chàng trai đến từ Ghana. Tại sân Jacklan, Michael Essien đã có cơ hội ra sân cùng với một tập thể đoàn kết và đầy sức mạnh với những người đồng đội mới là những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Pháp. Từ đó, chàng trai trẻ nhanh chóng thể hiện được mình, trở thành thủ lĩnh mới của bầy sư tử. Chỉ trong 2 mùa bóng, cầu thủ người Ghana đã sớm giành được mọi vinh quang ở mọi đấu trường quốc nội, danh hiệu vô địch League One, siêu cúp Pháp, cùng với việc vươn mình ra sân chơi lớn Champions League, giúp cho Lyon từ một chú ngựa ô trở thành một đối thủ khó chịu của bất kỳ đội bóng châu Âu nào. Cá nhân Essien nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất League One 2004-2005. Hè 2005, Essien cập bến Chelsea bằng một quả hợp đồng kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng câu lạc bộ, 24,4 triệu bảng, một thương vụ tốn không ít giấy mực của báo chí Anh khi đó. Và rõ ràng cái giá không tưởng luôn song hành với những hoài nghi. Đã có số đông các cổ động viên và cả những chuyên gia nghi ngờ về khả năng hòa nhập cũng như sức chịu đựng với áp lực môi trường bóng đá Anh đầy khốc liệt. Nhưng đi ngược lại với số đông, Mourinho thừa biết đội bóng của ông sẽ cải thiện được những gì nếu có trong tay viên ngọc này. Nó như một viên đá sức mạnh được lắp vào một bộ khung, như một bình nhiên liệu cực khủng được lắp vào một chiếc xe vốn đã rất mạnh, và nó giúp cho cỗ máy này nghiền nát tất cả và băng thần tốc đến với ngai vàng nước Anh. Khi đó, người đặc biệt luôn băn khoăn khi ông đã có hai cái tên tin cậy nơi trung tuyến, Super Frankie Lampard và Claude Makélélé. Nhưng người đặc biệt đã không sai. Thể lực sung mãn như một chú bò rừng, tư duy chiến thuật tuyệt vời và sự quyết liệt trên sân cỏ luôn là những ưu điểm của Michael Essien. Cứ thế, biểu đồ phong độ của anh ngày càng gia tăng cùng với số trận anh được Mourinho xếp đá chính. Khi Super Frankie là một cỗ máy ghi bàn, Makélélé và John Obi Mikel là những cỗ máy quét, thì Essien đem lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Kỹ thuật của anh luôn làm người ta phải kinh ngạc, phòng ngự tốt, tấn công cũng siêu hạng và đặc biệt là những bàn thắng đẳng cấp. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea mùa bóng 2006-2007 anh nhận được là điều dễ hiểu. Đặc biệt hơn cả, anh trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên có được vinh dự này. Đẳng cấp của Michael Essien một lần nữa lại được khẳng định trong trận bán kết Champions League 2009 đầy tranh cãi với Barcelona. Một cú vô lê chân trái từ ngoài vòng cấm của Paisen đã khiến tất cả những ai theo dõi trận đấu đó phải thán phục. Để rồi, họ nhớ mãi khoảnh khắc đó đến tận bây giờ. Người ta gọi anh là Paisen là vì sự dẻo dai và lối đá quyết liệt, hệt như một chú bò rừng châu Phi. Nhưng chính vì sự quyết liệt đến mức thô ráp đó đã gây cho anh không ít phiền toái, hậu quả là những án phạt nặng tay. Và nếu không có chấn thương và những chiếc thẻ phạt, Essien là cái tên bất khả xâm phạm ở Chelsea, dù là Mourinho, Avram Brandt, Scolari hay Ancelotti cầm quân. Mỗi khi Michael Essien nghỉ thi đấu, người hâm mộ The Blues luôn lo lắng và chờ đợi sự trở lại của anh. Với 258 trận đấu cùng với những danh hiệu cao quý, hai chiếc vô địch Premier League, 4 chiếc vô địch FA và một lần đứng trên đỉnh cao bóng đá châu Âu với Champions League 2012, anh đã đi vào lòng người hâm mộ với vị thế của một nhà vô địch. Tôi hy vọng được chơi cho Chelsea thêm ít nhất là 200 trận đấu nữa. Tôi chưa bao giờ muốn rời bỏ nơi này vì tôi nợ câu lạc bộ này rất nhiều và tôi luôn muốn đền đáp cho Chelsea. Những người hâm mộ luôn luôn tin tưởng và yêu mến tôi bằng những màn trình diễn của mình. Dẫu biết rằng phong độ của anh qua những mùa giải cuối cùng ở Chelsea đã dần sa sút do ảnh hưởng của chấn thương liên tục hay tuổi tác, nhưng cái tên Michael Essien tại Stamford Bridge luôn khiến người ta phải nhung nhớ, nơi mà các fan dành cho anh một tình cảm hết sức đặc biệt. Dù có phiêu bạc đến AC Milan,
Real Madrid hay sang tận Indonesia, họ vẫn mong anh thành công trên những chặng cuối cùng của con đường sự nghiệp. Bởi trong mắt họ, Michael Essien luôn là một viên ngọc quý mà Chelsea may mắn từng có.